Cảm ơn bạn đã theo dõi kênh. Nhớ nhấn like và đăng ký. Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn cái tình trạng thiếu máu não. Thì cái tình trạng thiếu quá máu não á, thì chúng ta thường có cái triệu chứng là hay bị nhức đầu, hoa mắt, ù tai. Thì rất là nhiều người trong chúng ta cũng hay bị mắc cái căn bệnh này. Khi chúng ta đi khám bác sĩ thì chúng ta sẽ phát hiện ra đó là cái căn bệnh thiếu máu não. Thiếu máu não có rất là nhiều nguyên nhân. Ví dụ như là do cái cục máu đông, hoặc là do thoái hóa cột sống, do xơ vữa động mạch, hoặc là do các vấn đề về co mạch máu, thiếu máu não. Những người mà bị thoái hóa cột sống thì thường cũng hay bị thiếu máu não, bởi vì cột sống của chúng ta nó bị chèn ép những cái dây thần kinh vào trong mạch máu. Từ đó thì cái máu đưa lên trên não, nhất là cái cột sống ở số 5 và số 6. Như vậy thì nó rất là dễ gây tình trạng thiếu máu não. Lâu ngày thì nó sẽ gây cho chúng ta bị giảm trí nhớ, teo não. Giống như cái chân của chúng ta vậy, khi mà các chi nó không hoạt động thì máu nó không có lưu thông, nó lưu thông yếu, thì sau này nó sẽ bị teo lại. Và cái não của chúng ta cũng vậy, cái tình trạng là mất trí nhớ, giảm thị lực rất là nguy hiểm. Thì hai loại dược liệu hôm nay mình chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn là hai loại dược liệu rất là dễ tìm trong căn bếp của mỗi nhà. Đó chính là hai gia vị mà chúng ta thường hay sử dụng, đó là củ nghệ và củ gừng. Thì củ gừng nó có công dụng là nó sẽ giúp loãng máu, tình trạng do cục máu đông thì gừng nó sẽ làm loãng ra và làm ấm cơ thể chúng ta lên. Từ đó nó sẽ giúp chúng ta hoạt huyết, và hoạt huyết thì tuần hoàn máu lên não rất là tốt. Củ nghệ cũng vậy, trong củ nghệ nó có chứa hoạt chất curcumin. Trong cơ thể chúng ta có các chất sắt, và những người mà bị thiếu máu thì bị thiếu máu não. Khi mà chúng ta cho cái nghệ vào trong cơ thể thì cái hoạt chất curcumin này trong củ nghệ nó sẽ kết hợp với chất sắt, thì nó sẽ trở thành một cái hợp chất gọi là ferricurcumin. Nó sẽ giúp cho những người bị thiếu máu rất là hay, rất là tuyệt vời khi mà chúng ta sử dụng nghệ. Bởi vì các bạn cũng hay thấy là ông bà ta ngày xưa thì hay cho những người phụ nữ sau khi sinh ăn uống thì thường cho nghệ vào để cho thấm da đỏ thịt. Đó là mới sinh thiếu máu rất là nhiều, cho nên là ta bổ sung nghệ vào trong các bữa ăn hàng ngày để mà chữa cái chứng thiếu máu, bồi bổ cơ thể và chống cái tình trạng thiếu máu. Nếu mà ai bị thoái hóa cột sống, nó sẽ gây thiếu máu não, hay chúng ta bị cục máu đông, thì chúng ta cũng sử dụng gừng hoặc là nghệ để chữa thiếu máu. Bằng cách thì chúng ta sử dụng như thế nào? Thì mỗi ngày chúng ta sẽ bổ sung vào trong các thức ăn hàng ngày với nghệ. Thì chúng ta có thể sử dụng nghệ viên vo tròn với mật ong, và chúng ta uống mỗi ngày để bổ sung vào để cho máu huyết lưu thông, và nó sẽ bổ sung cái chất sắt và nó sẽ chống lại cái tình trạng là thiếu máu não. Còn nếu mà gừng thì chúng ta sẽ sử dụng mứt gừng, trà gừng. Đó là những cái loại thức uống, thức ăn chúng ta có thể dễ dàng bổ sung vào trong cơ thể của chúng ta. Còn những người mà do bị thiếu ngủ, do cơ thể bị nóng, thiếu máu, thì khi chúng ta sử dụng gừng thì nó sẽ giúp cho máu của ta hoạt huyết và máu nó sẽ loãng ra. Những người mà thường bị thiếu máu não thì buổi tối các bạn thường hay bị nhức đầu, hoa mắt. Bởi vì sao? Bởi vì ban ngày thì chúng ta hoạt động nhiều thì máu huyết nó lưu thông, còn buổi tối thì cơ thể chúng ta không có hoạt động nhiều, cho nên là máu nó sẽ đặc lại. Thì máu đặc thì nó không có lưu thông được, rất là khó.
Trong khi chúng ta thì đang bị thiếu máu não thì chúng ta sử dụng gừng, nó sẽ làm cho cơ thể chúng ta ấm lên, hoạt huyết tốt và giúp lưu thông máu. Những ai mà bị thiếu máu não do xơ vữa động mạch nè, thiếu máu máu nhiễm mỡ lâu ngày thì sẽ làm xơ vữa động mạch. Chúng ta sẽ sử dụng nấm mèo rất là hay. Chúng ta có thể dùng nấm mèo nấu với đậu phộng thì nó sẽ giúp chúng ta làm sạch máu, bồi bổ khí huyết của chúng ta. Khi chúng ta bị rối loạn tiền đình thì chúng ta cũng sử dụng một cái loại cây rất là dễ tìm, đó là cây ngải cứu. Là đây là cái bài thuốc thì chúng ta sử dụng cây ngải cứu này cùng với trứng để ăn, để bồi bổ cơ thể chúng ta cũng rất là tốt. Chúng ta sử dụng 100 g cây ngải cứu sắc nhuyễn, rửa sạch sắc nhuyễn, sau đó cùng với hai quả trứng, trứng gà hoặc trứng vịt đều được, chúng ta quậy lên và chúng ta có thể hấp, chúng ta có thể chiên để làm món ăn trong ngày. Thì cái bài thuốc này nó sẽ giúp cho chúng ta là điều trị được cái chứng rối loạn tiền đình, nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt rất là tốt khi chúng ta sử dụng ngải cứu và trứng. Đó là những cái chia sẻ về tình trạng thiếu máu não mà chúng ta thường hay gặp. Chúng ta có thể bổ sung gừng, nghệ và tình trạng rối loạn tiền đình thì chúng ta sử dụng là cây ngải cứu, lá ngải cứu cùng với trứng để chúng ta ăn, rất là tốt cho cơ thể của chúng ta, nó giảm cái tình trạng rối loạn tiền đình. Còn thiếu máu não thì chúng ta sử dụng gừng và nghệ. Thì tình trạng thiếu máu não á, nãy giờ mình nói thì nó có rất là nhiều nguyên nhân á các bạn. Những nguyên nhân mà mình nêu ra thì tùy theo cái tình trạng của mình mà mình cơ thể tình trạng cơ thể của mình có thể bổ sung gừng và nghệ vào, thì đó là những cái cách mà nó làm cho lưu thông máu cũng như là bồi bổ khí huyết, tránh cái tình trạng là thiếu máu não do máu huyết chúng ta nó không có được lưu thông nhiều, thì chúng ta bổ sung gừng vào làm cơ thể ấm lên. Và đó là những cái chia sẻ về tình trạng thiếu máu não, rối loạn tiền đình thì chúng ta sử dụng những cái gia vị như là gừng, nghệ và ngải cứu ăn cùng với trứng. Đó, thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình chia sẻ nha. Các bạn thấy hay hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Xin chào tạm biệt các bạn.